khởi tố cán bộ phường thêm tên người thân vào danh sách nhận hỗ trợ. Ngày 4 tháng 9, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Hồng Sơn, cán bộ phường Phú Hữu, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cảnh sát, ông Sơn được phân công rà soát tổng hợp danh sách người được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quá trình làm việc, ông Sơn tự ý thêm tên người thân của mình vào. Công an vào cuộc điều tra, xác định nhiều người trong danh sách không thuộc diện được hỗ trợ. Những người này đã nhận được tổng cộng khoảng 10 triệu đồng. Số tiền thiệt hại tuy nhỏ nhưng tính chất vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới công tác an sinh xã hội của chính quyền địa phương, một cán bộ công an nói. Ngoài việc xử lý ông Sơn, công an đang làm rõ hành vi của những người không thuộc diện hỗ trợ nhưng có tên trong danh sách, đồng thời xem xét trách nhiệm của những lãnh đạo phường Phú Hữu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.